Đã từ rất lâu, có một chàng hiệp sĩ đẹp trai khoai lang đã du du khắp nơi, đi qua rất nhiều vùng đất. Anh không ngần ngại cứu giúp kẻ yếu, chân chỉ các ép và để chiến thắng rất nhiều trận chiến. Nhưng có một ngày, chàng hiệp sĩ ấy đã bị một con quái vật huyền bí hạ gục, thì đang cố gắng chiến đấu với nó để bảo vệ dân này. Thượng đế chứng kiến tất cả và đã ban tặng cho chàng hiệp sĩ Diêm Cảm ấy một cơ hội chuyển sinh để có thể tiếp tục con đường thành hiệp trượng nghĩa của mình. Liệu rằng anh ta có thể tìm lại sức mạnh đã từng có và trả mối thù kia? Câu trả lời sẽ có trong hội trận bản tên hiệp sĩ chuyển sinh. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Dự tính ăn hành của mình ở tập trước đã thất bại rồi các bạn ơi. Bữa nay phải tìm cách khác để ăn hành thôi. Tính ra làm hiệp sĩ mạnh quá cũng có cái khổ ha. Để thực hiện được kế hoạch này thì đầu tiên mình cần phải chế tạo ra những cái con mắt thần bí. Hiện tại mình đã tìm ra 5 cái công thức chế tạo ra 5 loại mắt thần bí khác nhau, lần lượt là Eye of Match và cũng là cái con mắt thần bí đầu tiên mà chúng ta chế tạo nè. Tiếp theo là Eye of Flame, rồi Eye of Void, Eye of Monstrous và cuối cùng là Eye of Abyss. Để coi để làm được con mắt đầu tiên thì không có quá khó các bạn ạ. Thì mình sẽ cần có Ngọc Ender nè, kết hợp với một chút bột quỷ lửa. Ủa, hình như mình hết bột quỷ lửa hả ta? Oh no. Ủa đâu, mình còn đây nè. Vừa đủ để chúng ta chế tạo thành những cái mắt của Ender luôn. Rồi, bây giờ thì kết hợp với một ít redstone. Ủa, trời ơi. Mình nghèo redstone quá các bạn ơi. Oh no. Không được rồi. Hiệp sĩ gì đâu mà có mấy cục redstone trong người à. Phải đi đào kiếm thêm thôi các bạn ơi. Ủa, cái gì? À, nó định chơi cúc hà với mình các bạn à, con này. Cúc hà. Ui, cúc hà. Ui, cúc hà. Ơ kìa, cúc hà. Ủa hả? What, con này trâu vậy? Đồ ok, trời à, cái cửa bị lỗi hèn gì. bình tĩnh nha Ripper điện, chuyện đâu còn có đó nhen. Rồi mình sẽ nén nó lại thành những cái khói redstone. Bây giờ thì mình đã có thể bấm công thức của cái con mắt thần bí đầu tiên ha. Việc tiếp theo là lên trên mặt đất và phóng cái con mắt thôi các bạn ơi. Nhưng mà trước đó thì để mình... Ô. Hèn gì thấy cái rương nó nhúc nhích là thấy nghi rồi. Yêu. Ôi. Cái rương kia nó còn rơi ra cho mình một cái đôi dép thỏ. Wow, cái dép này sẽ giúp mình miễn nhiễm sát thương khi rơi và giúp mình nhảy cao hơn các bạn ơi. Wow. Nhảy coi. Ô, được thiệt sự đó nha. Thấy rồi nha. Mình đang cần thêm Ngọc Ender. Ôi trời, Enderman đi đâu rồi? À đây, anh trở lại. Này thì trở lại ha. Ây da, anh cúc hà mình các bạn ơi. Đâu rồi? Ủa, anh dịch chuyển xong rồi, anh đi đâu mất tiêu luôn rồi. À kìa. Sợ, chơi mà nhùng trời. Không có nhùng nè, lại đây với tôi. Đúng rồi, rơi ra Ngọc Ender đi. Ủa, ui dồi ôi, không rơi ra Ngọc Ender rồi. Ê, ủa anh vẫn còn sống mà. Giờ thì sao? Vẫn không rơi ra Ngọc Ender. Oh no. Thôi, giờ thì mình sẽ bắt đầu phóng cái Eye of Match để coi nó sẽ bay về. À, bay về hướng cái con thuyền mình luôn các bạn ơi. Ok, vậy là chúng ta đã biết hướng rồi ha. Giờ thì chắc sẵn tiện về nhà kêu em rồng. Rồi sau đó hai anh em đi tìm sẽ ok hơn các bạn ạ. Mà bữa giờ có nhiều bạn bảo là dắt em rồng đi ha. Rồi có ngày làm thêm cái bia nữa. Tự nhiên mình nghe thấy cũng nhột. Ôi trời. Rồi đó, chưa gì là có điểm rồi đó. Để em dướng vô cái cột buồm. Lúc đầu mình tính là không dắt em theo luôn á, nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng là bạn đồng hành của mình. Bây giờ mình cũng ở một cái cương vị khác rồi, nên chắc là mình có thể bảo vệ em thôi. Nên các bạn cứ yên tâm nha. Hiện tại là có thể bảo vệ, nhưng mà một xíu nữa thì tương lai chưa biết chắc các bạn ạ. Em rồi.
Các bạn ơi, Lập mới tìm ra được một chiếc app cực kỳ thú vị và có tên siêu dễ nhớ, đó chính là Lemo. Trong đây có rất là nhiều tính năng hay ho nha các bạn, như là nông trại nè, chỉ cần trồng cây, sau đó chúng ta thu hoạch chúng, thế là có tiền, đã chưa. Ngoài ra, nếu muốn tăng tốc độ cày cuốc thì chúng ta cũng có thể sử dụng tính năng phân bón. Lúc này, cây trồng sẽ tăng trưởng gọi là siêu nhanh, nhờ đó tăng được tiền mà chúng ta kiếm được các bạn ơi. Thu hoạch nông trại nhà mình chưa đã, các bạn còn có thể ghé nông trại của bạn bè để phụ hỡi mà. Thu hoạch giùm, kiếm thêm chút đỉnh, chưa hết. Còn có nhiệm vụ để chúng ta làm thêm nha. Phần thưởng có thể lên tới 300k đó. Vậy thôi là các bạn có mánh này rút hoài hoài luôn rồi. Ngoài ra, app Lemo còn có hệ thống tạo phòng hoặc là tham gia phòng của bạn bè để cùng bạn bè chơi rất là nhiều trò chơi thú vị, như là cờ caro nè. Trò này thì chắc đại đa số các bạn đều biết ha. Rồi còn có cờ tỷ phú. Trò này chơi là hơi bị cuốn luôn á nghe. Lộc hay chơi trò này nhất luôn á. Và còn nhiều trò dữ lắm luôn. Các bạn có thể tải app và từ từ tìm hiểu và chơi thử nha. Còn về cách tải app thì các bạn có thể lên App Store hoặc là CH Play tìm kiếm Lemo là ra liền luôn à. Hoặc là có thể nhấp vào đường link Lộc để dưới phần mô tả cũng như là bình luận của video nha. À mà nhớ đánh giá 5 sao cho chiếc app xịn sò này nha. Ok. Hình như là mình tới nơi rồi hay sao các bạn ơi. Để mình phóng lại cái nữa để cho chuẩn ha. Ok, tạm thời thì cứ đếm đồng lên đền trên đó trước đi. Đó đó, các bạn thấy không? Vậy là nó nằm ngay dưới này rồi. Ok, con mắt đã cắm xuống rồi nè. Rồi, xác định được phương hướng. Bây giờ thì lấy cái xẻng ra, sau đó đào thẳng xuống dưới thôi các bạn. Em đồng ở trên này rồi, chắc không sao đâu. Giữa biển mà. Ok, vậy là... Ôi! Ủa? Ủa đây phải là chỗ mình đang tìm không ta? Ê nhìn không giống lắm các bạn ơi. Yêu. Hình như lộn tiệm hay sao rồi. Quen đét ư. Đào xuống ngay chỗ 4 cái spawner luôn. Ơi công chuyện mình thiệt chứ. Ui. Vậy là hai công trình trong cùng một chỗ luôn à. Cái chỗ mình cần tìm nó bên này nè các bạn ơi. Ok. Ê. Ê, cái nhóc goblin mà lần trước mình vô tình làm hại nè. Ồ, cái nhóc này là vét sắt các bạn ơi. Thôi thôi, để anh ẩm tới chỗ này nha, an toàn. Lần này là an toàn thiệt, không có giống như lần trước đâu, cưng đừng có sợ. Đâu, chỗ này nè, chỗ này hợp với cưng nè. À, thấy cưng lắm á, nè. Cực kỳ cú te. Ủa, à đây đây. Có lối vào ở đây luôn rồi các bạn ơi. Yes. Chính xác rồi. Nè nè, con quái vật trong công trình mà mình cần tìm nè. Cái cửa còn mở ti hí nữa ha. Ok. Wow wow. Có vẻ căng đó các bạn ơi. Mình phải thủ thế sẵn nha. Chưa gì nó bắn tùm lum rồi kìa. Lại đây, lại đây. Mình sẽ dùng tuyệt chiêu hút của cái khiên. Sợ chưa? Sau đó là chặt liên hoàn. Ôi chỗ nó bắn tên lửa. Ui những cái tên lửa của nó sẽ gây hiệu ứng độc Wither các bạn ơi. Nên là không quá lâu ha. Ok. Tạm ổn. Bên ngoài đã clear rồi. Và quan trọng là bên trong kìa. Ôi trời 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 ơi. Không bay lại đây nữa. Ôi mày chuối. Và cái con mà mình cần thử sức nó đang ngồi yên một cục trong kia kìa các bạn. Trời 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 ơi. Bắn là về chiếu chiếu kìa. Này thì bắn chiếu chiếu hả. Rồi cơ bản thì chỗ này đã tương đối clear rồi ha. Còn đúng con boss thôi. Nhưng mà cái con này thì hiện tại nó đang ngủ rồi các bạn ơi. Bị khóa lên nữa. Mình đánh nó cũng không có chịu thức đâu. Bắt buộc mình phải cho nó ăn cái sao nè đờ cơ. Thì nó mới thức á. Trời. Cái chỗ này hồi sẽ cần thiết khi đánh boss nè. Giờ thì mình tham quan sơ qua cái chỗ ở của nó ha. Cũng không có đồ gì cho lắm. Ở phía trên cao thì có một ít cái khối đồng và những cái thùng trống thôi. Bên này thì có sắt nè. Nếu vậy thì chắc mình phải về nhà lấy những cái đầu xương đen mà hôm qua chúng ta cày dư á, đi đánh boss Wither các bạn. Để kiếm cái sao nè đờ rồi sau đó đút cho cái con kia ăn nha. Công nhận đánh boss thôi mà cũng phải nuông chiều dữ ha. Cho ăn sao nè đờ đồ mới chịu. À mà bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì có thể góp vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Đâu rồi ta những cái đầu xương đen. Đây nè 13 cái các bạn.
Tương đương là mình có thể triệu hồi cỡ 4 con quy đờ ha. Mà đánh cái con này thì mình không triệu hồi trong cái đấu trường cổ đại được các bạn. Triệu hồi nó ra là nó đập luôn cái đấu trường của mình á. Cho nên tốt nhất là vẫn nên chui xuống hang giống như vậy nè. Sau đó triệu hồi nó. Ủa cái gì vậy? Ê, cái con nào mới đặt xu nhung nham ra vậy? Trời ơi, con này có gà dữ dằn vậy luôn hả? Yêu. Ok, chỗ này mình thấy khá ổn nè. Bắt đầu triệu hồi con Wither ra ha. Một con hay là 4 con một lượt ta? Thôi, vì mục đích ăn thành là chính, cho nên là mình sẽ triệu hồi 4 con lượt ha. Bữa giờ lâu rồi chưa có dùng năng lực chuyển sinh thần thánh của mình các bạn. Nay hy vọng là có thể dùng tới ha. Ui ui, cái này đặt hơi méo. Rồi, đúng vị trí nè. 1, 2, 3, 4. Ui tụi 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 tụi. What the hell? Ây da, ây da, ây, ây. Ây da. Thôi, con triệu hồi đệ nữa. Ui, ui. What the hell? Ê, 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 ê. Hình như mình chơi lớn rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Ui da. À, 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 à. Bị choáng. Ui. Nó quá đông đi. À. Không được rồi, mình phải hạ từng con mới được. Ý. Nghịch dại thiệt rồi. Ừ, áp sát đi. Nó mà áp sát lại nó tới công chuyện với mình. Ui du. Mặc dù nó cũng có bắn đấy, nhưng mà trời ơi trời ơi. Ngất xỉu rồi. Ây da. Để máu nha. Hư giáp mình không hư nhiều lắm, vẫn ổn. Rồi, góc này mình chặt tới nè. Mình chỉ cần chặt chúng nó thôi là nó xác định với mình. Bọn này láo. Dám hội đồng mình hả? Trời ơi xỉu nữa. Đánh có con bùi đờ mà xỉu 500 giác á. Rồi ở đây đẹp nè. Rồi. Đủ cao để mình khiệu tới. Ui nhưng mà con quy đờ này trâu lắm các bạn ơi. Thiệt sự luôn ấy. Nó cực kỳ trâu luôn. Lưỡi hái mình chặt không xi nhê luôn mà. Ôi. Này, này thì đáp xuống hả? Mình dí con này trước. Coi cơ, các bạn coi cơ. Mình đánh nó không mất máu luôn. What the hell. Nó có một cái lớp kháng cự cực kỳ bá đạo nha. Trời ơi, con Wither có 1000 máu chứ nhiều. Sương sương ha. Rồi, vô thế rồi. Mình sẽ đứng một góc này và chặt liên tục. Để coi nó kháng cự được bao lâu. Tất cả bọn này đều đã nửa cây máu hết rồi các bạn. Đâu rồi? Nó có năng lực tàn hình nữa hay sao ấy. Khó chịu dữ thằng luôn. Yêu. Trời ơi, vậy mà nãy mình còn chơi lớn nữa. Triệu hồi lần 4 con mới chịu. Ây da. Nó bắn mà nhức cái đầu luôn á các bạn. Đây rồi, đây rồi. Một con yếu nè. Cố lên. Có máu nữa từ từ. Đánh một lần có vài máu nữa. À đây rồi. Con này sắp ngẫm ơi. Ủa nó tàn hình rồi cơ. Tàn hình đi đâu? À nó chạy, nó chạy. Trời ơi con Wither biết đánh mà chuồn. Yêu. À đây rồi. Một con đã bị hả. Ui dạ dạ mình bị xỉu. Trả tôi cái sao đi. Trời ơi cái sao nó bay lơ lửng rồi kìa. Con này, con này sẽ là con thứ hai. Ừ nó tàn hình tiếp rồi. Các bạn có thấy nó tàn hình không? Khi mà bị cấu nhiều máu là nó sẽ chủ động tàn hình để nó né mình. Đồng thời trong lúc đó nó cũng lướt để gây sát thương và làm choáng mình cơ. Đồng ơi. Khó chịu chưa? Không sao. Tới lúc mình gây khó chịu lại cho nó rồi. Ê con quy đỡ boss mà nó còn mạnh vậy. Cái con kia mạnh cái nào trời. Không tin được luôn á. Ôi mày chuối thật. Kìa kìa, nó còn nhào lộn các thứ đồ nữa. Ê rồi.
Xong phiên con thứ hai rồi. Ủa con thứ ba đâu? Ủa? Ủa nó tàn hình đi đâu rồi? Ủa sao mình nghe tiếng nó trong này vậy? Ủa chỗ kim cương nữa cơ. Trời ơi nó ở đây nè các bạn ơi. Nó bay kiểu gì không biết mà nó mắc kẹt vô vách tường luôn. Ảo thật. Này thì mắc kẹt hả? Cho nó đi luôn. Bây giờ bị chóng rồi. Ê rồi gãy lưỡi hái rồi. Không sao, mình còn trường kiếm. Đi chuyển sinh đi. Coi con kia. Wow. Hai đứa con thứ ba rồi. Còn một con nữa. Nó bị mắc kẹt đâu đó trong này. Mình nghe tiếng bắn nữa. Ở đâu? Ok, đó nó lượn kìa. Mặc dù bị dính vô vách tường mà nó vẫn còn sung lắm. Kìa, thấy rồi. Rồi, xài chích lõ hạ nó luôn. Núp cái gì? Núp với chạy núp. Rồi, hết chạy nha cô. Để con nó làm rồi lại tàn hình nữa rồi đó. Cứ tàn hình thôi. Mà tàn hình chi rồi để mất máu. Con này cũng rảnh lắm. Cũng rảnh. Này thì rảnh hả? Cho nó chuyển sinh luôn. Còn cuối cùng các bạn ơi, mình cũng đã làm được rồi. Không thể tin nổi. Wow. Đánh 4 cái con Wither boss thôi mà vất vả hơn rất là nhiều so với đánh những cái con boss từ trước tới giờ mình phải đối đầu á. Rồi, bây giờ để mình qua đây mình lấy cái sao Nether ha. Alright. Còn một cái đâu đó ở phía bên này nữa nè. Đây đây, ngay chính xác ngay đây luôn các bạn ơi. Yes sir. Được hẳn 4 cái sao luôn cho cẩn thận ha. Và chắc chắn rồi, sau khi đã có được sao Nether thì phải cho cái nhóc này ăn nè. Trời ơi, boss mà ha, được cưng chiều như vậy là hết mất luôn rồi đó nha. Đó. Lắp vô một cái là nó sống lại liền. Ui. Ok. Trời ơi. Các bạn coi lượng máu của nó tụt kìa. Ôi trời. Bây giờ nó bắn. Rồi con này có vẻ cũng bắn dữ tợn không kém gì con Wither Boss các bạn ơi. Ôi bắn laser nữa. Nhưng mà giờ thì hết bắn rồi. Ủa. Tính ra là cái con này nhìn có vẻ quy lực hơn Wither Boss nhưng mà đánh thì lại không quy lực lắm các bạn ơi. Và sau khi hạ gục nó sẽ rơi ra cho mình khói Wither Dry và đổi ra được 9 thỏi Wither Dry. Wow. Quá ngon lành luôn. Rồi cất vô ha. Một boss đầu tiên khá là easy các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ về nhà để chúng ta chế tạo con mắt tiếp theo và tiếp tục công cuộc đi săn lùng boss thôi. Về tới nhà, việc cấp bách cần làm đó chính là sửa lại cái lưỡi hái cái đó. Hồi nãy đánh cái con Wither đó dài quá tới mức mà ha, hư luôn cái lưỡi hái các bạn à, là đủ hiểu rồi. Nhưng mà vậy cũng thích, lâu lâu mới có dư vị hành thoang thoảng như vậy các bạn. Rồi sẵn tiện thì mình sẽ chọn cho cái lưỡi hái của mình một vài cái diện mạo mới nhìn cho nó đẹp hơn ha. Học thêm một vài kỹ năng mới nữa. Ui. Wow, mình thấy ở đây có một cái diện mạo nhìn giống như một cái bông hoa luôn kìa. Trời đất ơi. Thay phần lưỡi một xíu đi ha. Cho nó phù hợp với cái diện mạo này hơn. Ui, lưỡi hái màu xanh luôn nhờ. Xanh lẹ, xanh lét luôn. Quay, mình phối như vậy cũng khá là ok ha. Mặc dù nhìn nó không được manly xíu nhưng mà không sao. Nhìn đẹp là được ha. Ok. Tương tự kiếm thì mình cũng sẽ đổi diện mạo một xíu đi. Mình cũng sẽ chọn cái lưỡi kiếm màu xanh đi ha. Cán kiếm màu xanh luôn. Hy vọng là ngày hôm nay chúng ta sẽ xanh lè xanh lét nha. Chứ đừng có xanh cỏ. Hy vọng là vậy thôi. Xanh cỏ thì hơi buồn đấy. Ok. À, con mắt tiếp theo thì mình sẽ làm dự tính sẽ là... Ôi, hình như cái chỗ này mình đã tìm thấy rồi các bạn ơi. Lúc trước trong khi mà đi khám phá mình đã thấy công trình này ở giữa biển rồi. Ê, vậy là đỡ phải chế tạo một cái con mắt nha. Cũng hay. Chỗ đó không quá xa nên là chắc... Ôi. Trời, con nhện đây. Rồi. Chưa gì nó định cắn mình các bạn. Rồi nữa con này nữa. Nên là chắc mình sẽ chèo thuyền đi. Ừ, cho nó tiện ha. Chứ giữa biển để em rồng thì cũng không an tâm lắm. Nữa lại là cái con này. Nó phiền lắm, nó chỏng mông nữa nè. Đó.
quýnh xong cái nó chỏng mông ra vậy đó, không nổi không. Lần trước á là mình tìm thấy con thuyền này nè, xong rồi đi thêm một lúc nữa là chúng ta sẽ thấy chính xác rồi. Kìa kìa. Công trình mà cái con boss tiếp theo nó đang ẩn nấu đó các bạn ạ. Quay, hình như cái chỗ này nó còn chung với cả một cái thủy cung hay sao ấy. Kìa, có mấy cái con giám hộ kìa. Yêu. Nhưng mà không quan tâm lắm, thứ mình quan tâm ngay bây giờ đó chính là sau bên trong này con boss đang ở căn phòng nào ha. Vô và quẩy luôn thôi các bạn ơi. Nhưng mà chỉ có điều là hiện tại hình như... Ủa? Mình không có thuốc thở dưới nước. Cũng như không... Lọc. quay xuồng thôi. Về nhà nấu thuốc cái đã các bạn ơi. Đây rồi. Tới nơi thì mình sẽ nóc trước con trai đi nha. Ok. Rồi, sau đó đột nhập vô trong thôi. Cái này nó xây bằng... đá, thế nên là đi vào cũng khá dễ. Ủa? What the hell? Nhưng mà khoan, để triệu hồi được con boss ở trong cái thành phố cổ dưới đáy biển này thì mình cần phải chế tạo một cái món đồ trước các bạn ạ. Đây, công thức của nó đây nè các bạn. Đó chính là một cái Abyssal Sacrifice. Mình cần phải săn một vài cái con quái canh giữ trong cái thành phố nữa. Ok, được thôi. Ui. Và đồng thời đây cũng là lãnh địa của mấy cái con giang hồ biển nè. Mèn đất ơi, coi coi. Đúng, sân nhà nó có khác nha. Tầm 5, tầm 7 là upshot mình. Nhưng mà không đáng kể lắm các bạn. Ui dù. Ê, rỉa hồi đầu nha. Wow nha. Ui, con này còn gây độc nữa. Ui vô. Ê, mình thấy một con đại ca đang bị nhốt nè. Trời ơi, nghĩ sao bọn này nó chơi nó nhốt cái thanh niên đút bự con vô cái chỗ cái chút ép hả. Để tôi giải cứu bạn anh bạn nha. Ui da, trời ơi, tôi giải cứu anh bạn mà anh bạn quýnh tôi cái muốn xiển nỉển luôn á. Anh bạn này ẩu thiệt chứ. Tôi cho anh bạn chuyển sinh luôn. Ok, yêu không rơi ra món đồ mình cần. Oh no, đi cục giấy đổi sang cái cây kiếm xanh lét của mình đi. Để coi kết quả có thay đổi hay không á. Anh này vẫn nóng tính nha, vẫn đánh mình kìa. Trời ơi, cho anh đi luôn. Lần này thì sao? À đây rồi, lần này anh đã rớt ra Coral Chunk, thứ mà mình đang rất là cần luôn nè. Ê, còn anh nữa, thôi giải thoát cho anh luôn đi ha. Đồ. Trời ơi. Nghĩ sao anh này đúng mạnh luôn mà sao bị mấy cái thanh niên giang hồ biển kia nhốt mà được hay thiệt. Rồi, lấy kiếm xanh lét tiễn anh đi ha. Kìa, có thêm một cái Coral Chunk khác nữa. Nhưng mà chưa đâu, trong này vẫn còn một con đại ca khác có kích thước nhỏ hơn các bạn ạ, mà mình cần phải tìm nha. Nãy giờ chưa thấy nó đâu hết. Hình như tên đó là đại ca của mấy thanh niên giang hồ biển này nè. Ủa kìa. À, cái gì vậy? What? Các bạn có thấy cái gì vừa xảy ra không? Con này ghê ra. Mình lượm được cái cây Athem này rồi. Thế là mình đã đủ những cái thứ có trong cái công trình này để làm ra được Abyssal Sacrifice. Giờ thì chỉ cần trở lại chỗ trung tâm và chúng ta bắt đầu triệu hồi chùm cuối trong cái thành phố cổ này thôi các bạn. Và thời khắc này sắp bắt đầu rồi các bạn. Mình sẽ triệu hồi kẻ canh giữ thành phố cổ này. Kìa, nó gặm cái trái tim kia rồi. Chuẩn bị nha. Leviathan đã xuất hiện. Oh my god, lưỡi hái. Trời, Leviathan bơi lội rất là nhanh các bạn ơi. Đây là trận chiến với boss đầu tiên ở dưới nước. Ôi, nó làm mình mù lò. Này thì làm mù lò. Wow, các bạn coi cái lưỡi hái của mình kìa. Ủa sao hồi máu nhanh vậy? Ui, chỗ Leviathan đang bắn tùm lum. Ây da, nó cắn mình rồi. Oh no. Wow,
Nhưng mà nó cắn mình vô họng một phát thôi. Mình sẽ nhắm vô điểm yếu của nó các bạn, và gây ra hàng tấn sát thương luôn. Yes sir. À, chúng ta đã hạ gục được Leviathan rồi. Ê, nhưng mà phải công nhận là Leviathan mạnh nha. Hình như từ đầu ngày tới giờ Leviathan là boss đầu tiên mà có thể kéo lượng máu của mình xuống mức rất là thấp luôn á. Và phần thưởng sau khi đánh bại Leviathan là một cái móng vuốt. Cái móng vuốt này thì có khả năng tấn công từ xa, tương đối ổn á. Này. Và đồng thời nó cũng có khả năng đu bám để giúp mình di chuyển ok hơn ha. Đó, khá là ok la đấy chứ. Ngoài ra thì có thêm một cái trứng. Cái trứng này thì có thể là mình sẽ cất mang về á các bạn ơi. Hôm nay có vẻ là những đối thủ của chúng ta đối mặt hơi căng hơn rồi nè các bạn à. Có như vậy thì mới rèn luyện thêm cái khả năng chiến đấu của mình các bạn ơi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên và về nhà ha, để chế tạo con mắt tiếp theo nữa. Mình tính sơ sơ qua là vẫn còn đâu đó cỡ 3 con mắt đó các bạn à. Ê, nhưng mà khoan, hình như Iron Flame mình đã chinh phục rồi các bạn. Đó chính là sứ giả lửa thiên đó. Mình còn giữ phôi Ignitium nè. Vậy thì cũng coi như là hoàn thành rồi ha. Rồi, thế nên bây giờ mình sẽ chuyển sang đối thủ tiếp theo đi. Cũng ở bên địa ngục luôn. Và chúng ta sẽ cần tìm bằng Eye of Monstrous, thợ rèn địa ngục các bạn ơi. Vào công thức thì cần 4 xô nhung nham, 2 cục đá đen ha. Không quá khó với mình hiện tại. Lắm. Rồi, lúc nãy đánh nhau dưới nước thì làm thuốc thở dưới nước. Bây giờ đánh nhau dưới địa ngục thì làm thuốc kháng lửa đi cho chắc các bạn ơi. Mặc dù mình mạnh thiệt nhưng mà an toàn vẫn là trên hết ha. Ok, thuốc cũng đã nấu xong. Lên đường thôi các bạn à. Như thường lệ, việc cần làm đầu tiên là phóng cái con mắt trước. Nó bay thẳng về hướng trước mặt mình luôn. Ok. Thôi, anh Xương Đen ơi, bình tĩnh anh ơi. Này, em không có nhu cầu quánh nhau với anh đâu. Mình đó háo chiến thiệt sự luôn á. Mình tới nơi luôn hay sao rồi các bạn? Là thật. Nóc cái lọ thuốc kháng lửa vô. Tới chỗ của thợ rèn đèn ngọc rồi. Ôi trời. Ủa? Nhưng mà cái gì? Coi lượng đam mình gây ra rồi kìa. Wow. Ấy. Trời ơi. Đâm đầu vô cú đấm của thợ rèn đèn ngọc rồi. Giữ khoảng cách nha. Ôi trời. Dư chấn mạnh quá. Ok, giữ khoảng cách an toàn. Ui da, hất tung liên tục. Nhưng mà không sao, sắp rồi, một hit cuối cùng. Quay. Mình đánh thợ rèn địa ngục chắc chưa đầy một phút đó các bạn ạ. Wow. Và phần thưởng sau khi đánh bại thợ rèn địa ngục sẽ là một cái sừng của thợ rèn địa ngục nè, kèm theo là một cái búa luyện kim âm phủ. Cái búa này kết hợp với cái khiên của mình rất là hợp các bạn ơi. Wow. Ê, và khi sử dụng nó thì mình còn có thể tạo ra dư chấn giống như là thợ rèn địa ngục luôn nè. Cái gì nhanh vậy trời. Đánh chưa đã chân tay nữa là xong rồi. Thôi, nếu vậy thì lấy một ít mảnh vỡ cổ đại trong cái chỗ luyện kim của thợ rèn âm phủ mang về làm quà đi ha. Đánh cực kỳ chóng vánh luôn. Rồi, hình như dưới này vẫn còn một chỗ nữa hay sao á. Ở ngay phía trong này luôn nè. Theo như kinh nghiệm chinh phục thợ rèn địa ngục của mình. Chính xác. Có báo cáo ở trong này nữa các bạn ơi. Có cả mảnh vỡ cổ đại luôn đó nha. Quá là ok la luôn. Rồi, chiến lợi phẩm đã thu gom xong. Bây giờ thì đi về thôi. Để chúng ta chuẩn bị chế tạo con mắt cuối cùng trong ngày hôm nay. Đó chính là con mắt của hư không. Ở đây. Hên quá. Trong rương này vẫn còn sót những cái ngọc Ender. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo thật là nhiều những cái bột quỷ lửa và kết hợp với số ngọc Ender này. Nhưng mà chỉ có 11 cái thôi các bạn ơi. Hơi toan nha. Bởi vì ở cái boss cuối cùng này bắt buộc mình phải qua The End đó. Hy vọng là trong cái Stronghold á sẽ có sẵn một hoặc hai cái mắt cho mình á. Thì sẽ là tuyệt vời nhất. Phóng thử con mắt đầu tiên coi. Nó bay xéo về hướng này. Ok. Mắt của Ender bắt đầu cắm xuống dưới đất rồi các bạn ơi. Ê, bình tĩnh mấy con kia. Mày nét ơi, nhất là con Ripper điện này nè.
nó mà làm cái bẫm kế em gồng mình cái là xác định em luôn á. Thôi để em gồng ở trên này đi, mình chủ động đi xa xa em xíu, sau đó thì chúng ta bắt đầu đào xuống phía dưới. Hả? Yêu tinh cây xuất hiện giữa cánh đồng. Ơ kìa. Ôi trời ơi. Trời ơi. Hiệp sĩ cưỡi ngựa xương mà mặc giáp xịn vậy. Xịn hơn cả mình nữa. Wow. Không tin được các bạn ạ. Ui nhưng mà không có rơi ra đồ. Hình như bộ giáp đó làm bằng những cái thỏi Ignitium á các bạn. Ồ, còn con này nữa. Quýnh xong rồi chạy. Ok. Chỗ này bắt đầu là hơi căng rồi đó nha. Để mình qua đây mình farm yêu tinh cây cái đã. Để coi có rơi ra những cái món đồ gì khác hay không ha. Trời khá trâu luôn nè. Yêu không có rơi ra gì thêm các bạn ơi. Hơi xù ha. Trời cũng đổ mưa rồi. Thôi mình phải tranh thủ đi xuống phía dưới lẹ thôi. Không thôi hồi ở đây mưa chụp nhẹp á. Ê à đây rồi. Tới nơi. Ủa. Ê, mình lọt xuống ngay cái chỗ của thư viện luôn hay sao nè. Mình thấy quá trời sách luôn. Mà thôi tầm này sách enchant gì nữa. Sức mạnh của mình vô đây là đủ để đi chinh chiến rồi các bạn ơi. Đi chinh phục boss các kiểu rồi ha. Ồ. Và lợi thế bây giờ mình đang có cái bản đồ nhỏ ở phía trên đó. Thế nên là mình có thể định vị được cái chỗ căn phòng kết thúc khá là dễ nha. Ồ. Thêm một trái táo vàng enchant nữa nè. Hay là bên này. À bên này các bạn ơi. Trời ơi. Mình đi lộn hướng. Và ồ. Nó lắp sẵn cho mình một cái mắt của Ender rồi. Trời ơi. Lọc số hưởng rồi. Vậy thì chúng ta vừa khít để có thể kích hoạt được cánh cổng kết thúc các bạn ạ. Quá là tuyệt vời. Bây giờ chắc không chần chờ gì nữa, mình sẽ bắt đầu đi qua bên DN để chúng ta chinh chiến luôn hết các bạn. Dự là sẽ khá là căng đây. Tại vì Wither Boss mình đã thấy rất là mạnh rồi. Liệu rằng Romander thì sao đây? Thử nào. Rồi. Mình đã qua được DN và chỗ mình xuất hiện thì có vẻ tương đối an toàn nha. Ôi trời, mình còn nghe tiếng chuông nữa các bạn ơi. Ê. Ủa. Hình như mình mới đối mặt với Mutant Enderman các bạn ơi. Yêu. Không biết mình có nhìn nhầm hay không. Hình như đó là Mutant Enderman thì phải. Kinh thật sự. Rồi. Hồi chuông đang được kêu lên. Và khi mình lại gần thì bắt đầu kích hoạt nghi thức triệu hồi rồng Ender rồi nè. Wow. Mình giữ dần phép đấy. Ở đó. Bắt đầu phát nổ ở những cái chỗ pha lê end cơ. Bây giờ mình đã có hạng nóng rồi. Nên là mình sẽ chủ động trèo lên trên để chúng ta phá hủy những cái pha lê end này luôn ha. Sao mà đỡ được. Ủa. Ê các bạn ơi. Mình xài trích lõi sao mà rồng Ender mới spawn ra thì chỉ có nửa cái máu thôi kìa. What. Lộc xài trích lõi rồi. Úi dồi. Ê. Vậy cũng hay phết nha. Ok. Giữ khoảng cách xíu. Không biết ở gần gì nổ có banh xác không trời. Đánh cái coi. Được hơn quá không banh xác các bạn ơi. Ngon. Bên kia vẫn còn pha lê nha. Nói chung là tất cả pha lê đều còn đó. Chẳng qua là hồi nãy mình bắn một cái tia vô á, xong làm gián đoạn cái quá trình hồi phục đầy máu của rồng luôn. Ôi dồi, trời. Rồng mới cắn vô mông mình các bạn. Lầy thì chứ. Ok. Tiếp tục nào. Còn cũng khá nhiều pha lê end cần mình phải đập á. Mà đỡ cái. Ê. Mình có cái tay vịn này nè. Cứ móc rồi đi qua những cái ụ thôi. Trời. Ê, mình trâu lắm các bạn ơi. Nổ cái bên vậy mà không có mất bao nhiêu máu của mình hết á. Ui vậy thì sợ gì nữa. Úi ai. Ê, có mất máu nhiều nha. Không giỡn được các bạn ơi. Nửa cây máu của mình. Nửa kìa.
Con Enderman Mutant kìa. Nhìn cái tay của nó là biết các bạn ơi. Thôi thôi thôi, đừng có xuống dưới, ở trên này thôi. Tiếp tục tiếp tục. Vẫn còn khá là nhiều Valiant đó. Đập tiếp ha. Còn mấy cái ra. Một cái này. Cái bên kia. Với cái bên kia nữa hay sao á. Rồi, cố lên. Qua đây. Đập một cái. Tốc độ luôn nè. Yahoo. Công nhận, ơi, công nhận bữa nay lượm được cái món đồ này hữu ích ghê hết các bạn. Áp dụng được liền luôn. Ui ui, con rồng nó phun hơi thở liên tục kìa. Trời ơi, giống như là nó ói vô mặt mình vậy đó. Con rồng này chứ dơ thì chứ. Ok. Hết chưa? À, cái kia là cái cuối cùng rồi. Ui da, bây giờ nó bắt đầu hồi phục máu rồi các bạn ơi. Càng đấy, mình đã phá hủy sạch sành sanh Palaean. Và bây giờ đây là lốp để mình bắn nó. Nó bay nhanh thế. Mà một mùa hồi á, kiểu gì nó cũng đáp xuống à. Nên là bây giờ mình sẽ chủ động lên đây đợi nó các bạn ơi. Vừa đáp xuống, chặt 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 chặt. Sao mà nó đỡ được. Ôi trời trời, nó còn ngất xỉu nữa kìa. Wow. Nó bay sao nó ngất xỉu rồi. Ui, mình chậm quá, không có đón kịp nó. Lấy hơi thở rồng đỡ đi. Ê, nước kìa. Nước kìa, nó đáp nước kìa. Đáp hả? Đáp hả? Con rồng kìa. Trời, nó đáp có một tí rồi các bạn ơi. Kìa kìa, nó đáp đây rồi. Trời. Ui da, con rồng này bá đạo lắm các bạn ơi. Cơ, nó quýnh mình cơ. Trời ơi. Trời, nó đánh vỡ alo mình luôn rồi. Nó miệng nhiễm sát thương. Thánh thần ơi, con rồng này hết kem. Trời ơi, cay quá à. Ảo thật, không đánh được luôn á. Đổi vũ khí thôi. À, đổi vũ khí thì đánh được. Tới công chuyện, mình lấy thương mình chọt nó. Ui dạ, trời ơi. Hiểu luôn, phải đúng vũ khí mới đánh nó được các bạn ơi. Tôi còn bị Enderman đột biến dí nữa. Dùng combo cuối thôi. Ok, đoạn đó có vẻ có được nhiều máu đấy các bạn. Tiếp tục. Nó chơi khô máu với mình rồi. Mình cũng sẽ khô máu với nó. Ui, hết thấy đường luôn rồi. Yêu. Đây rồi. Con rồng kia. Đỡ đi. Hiệp sĩ cầm rìu. Quay. Đổi rìu cái là khác bọt hẳn các bạn ơi. Múa vài đường rìu thôi là nó đi liền. Thế là chúng ta đã gục được rồng Ender. Ồ, được thêm một cái quyển sách gì nữa nè. Wow. Mình cũng có thể học ha. Ok. Tiếp theo là mình sẽ lấy cái trứng rồng về ha. Dù sao đây cũng là một thứ rất là hiếm ở trong cái thế giới hiệp sĩ chuyển sinh của mình các bạn ạ. Rồi, cho nó rớt xuống. Đấy. Thế là lượm được ngay. Rồi, việc tiếp theo mình cần làm đó chính là đi qua cái cổng dịch chuyển. Ồ, chỉ là hướng bên này rồi. Hướng tiếp bên này nè các bạn. Coi, chính xác. Đó, mình sẽ đi qua cánh cổng đó ha. Alright. Mình hãy dịch chuyển tới một cái đảo nào đây. Ui dồi, sao ở giữa không chung như vậy? Hả? Mình thấy đằng kia có một cái công trình gì kìa các bạn ơi. Wow, nó là một cái căn biệt thự. Và đồng thời nó cũng kế một cái thành phố kết thúc nữa. Trời, quá là tuyệt vời luôn. Ủa sao ở dưới The End lại có cái biệt thự như vậy? Đây là lâu đài của Evoker. Hả? Ui là thiệt. Ui trời. Wow, một khu vực để mình farm vật tổ trường sinh vô hạn luôn. Wow, nó spawn ra liên tục nè các bạn. Wow, có lý vậy. Hả? Đầu rồng nó trưng bày ở đây luôn nè. Trời ơi. Bữa nay mình gặp công trình ngon rồi. Nhất định rồi ha. Khi nào mình mà hết vật tổ, mình sẽ qua bên đây để farm. Trời trời,
Evoker nó cầm thiết bản kìa. Yêu. Ghê vậy. Lên trên cao nữa coi có gì hot không. Bên này là một căn phòng khác. Lại có spawner có con Evoker. Đúng như cái tên lâu đài của Evoker luôn á. Nhất định chỗ này sau này mình có dịp mình sẽ trở lại ha. Còn bây giờ thì mình phải đi tiếp thôi. Đi qua thành phố Dien kế bên nữa. Rồi lấy thêm mấy cái gạch này luôn. Đủ rồi ha. Sau đó thì bấm công thức của cái con mắt này thôi. À, còn thiếu các bạn ơi. Mình còn thiếu vỏ sugar nữa. Cái này chắc phải lấy cây kiếm xanh lét mình ra. Để mình farm mấy con sugar rồi. Lên cao xíu coi. Ok, kìa, thấy rồi. Rồi, hình như mình đã đủ hết rồi đó. Yes. Chúng ta sẽ lập tức chế tạo liền Eye of Void, con mắt của hư không. Để chúng ta phóng liền ha. Coi thử như thế nào. À, nó sẽ bay xéo về hướng bên đây. Ok, biết cái hướng luôn. Giờ thì loot nốt mấy cái rương trong cái thành phố này cái đã. Ôi trời trời. Chứ bỏ không thì cũng ổn. Kìa. À. Cực kỳ khó chịu mấy cái con slime ở bên này luôn nha. Nó đụng vô người mình là nó sẽ cosplay mình liền các bạn ạ. Ồ, và trong rương này thì cũng có thêm đồ sửa chữa nè. Khá ngon. Và ở con thuyền kết thúc thì sẽ chứa những món đồ gì đây? Chắc chắn là có một cái cánh cứng rồi đó. Nhưng mà chưa. Để mình lấy thêm một cái đầu rồng mang về cái đó. Rồi. Ui, cái con gì bay bay vậy? What the hell? Con sugar hạ nó trước. Kìa, thêm cái con slam bên đây nữa. Hạ luôn. Trời ơi, cái rương này nó bèo. Ê, có một kỹ năng khác gì kìa. Extra heal. Hả? Chả nhẽ đó là kỹ năng cho mình thêm máu sao? Coi thử coi. Rồi, học xong rồi đó. Mình sẽ vô cái trang kỹ năng. Và đây, extra heal. Ui, nó có thể cộng cho mình tối đa là tới 20 máu, tương đương với 10 trái tim các bạn ơi. Cộng liền. Maximum được không? Nay mình chơi khô kinh nghiệm luôn. Thử coi. Mình sẽ nâng mắt cái điểm này được hay không nha. Mình mới được có nửa hành trình nữa các bạn. 11 điểm. Trời, bây giờ mình đã có tới 3 hàng và thêm 3 trái tim rồi các bạn à. Quá là trâu luôn. Yeah. Chiến này thì he, mấy con boss tới công chuyện với mình rồi. Đã mạnh mà còn trâu như vậy nữa thì bọn chúng còn ăn hành dài dài các bạn ơi. Ê, như nó cũng kế bên đây luôn các bạn ơi. Wow, đã vậy. Nếu mà nhìn không lầm thì à, chính xác rồi. Đó là chỗ của boss luôn á các bạn ơi. Không lệch đi đâu được. Rồi, một tàn tích cổ ha. Vô luôn cho nóng nào. Đồng nhập đường này đi. Rồi, chưa tới luôn. Thường người ta sẽ khám phá từ từ, nhưng mà mình là tống vội rồi. Mình sẽ đi một lèo vô trong luôn ha. Ở đây, có con golem canh giữ kìa. Từ từ, bình tĩnh. Tôi lấy rìu, tôi tiếp chiêu với anh nha. Một rìu, hai rìu, ba rìu, bốn rìu. Bốn rìu là tiễn cái anh golem này đi bán muối luôn. Ô mày chuối. Rồi, đi xuống dưới cái nào. Yes, ở đây cũng có đường xuống ha. Tiếp tục. Thêm một đường xuống khác nè. Ui, tới chỗ boss luôn rồi các bạn ơi. Cực kỳ nhanh luôn. Và kia, chính là tới đàn triệu hồi boss. Để chắc cứu thì mình uống cho đầy máu trước đi. Rồi, vô ha. Chúng ta sẽ đương đầu với... Ây. Ui à, thôi, mình đỡ khiên kịp. Người bảo vệ Ender. Một rìu. Ây, trời ơi. Hai rìu. Ui. Ui, người bảo vệ Ender mạnh đó các bạn ơi. Ui, hên quá, mình đỡ đòn đánh được. Mày đứng ơi. Ây da. Bình tĩnh. Hồi máu lên. Ui, trời ơi. Còn có lốc xoáy gì nữa kìa. Wow, cái sức tấn công của người bảo vệ Ender cực mạnh luôn á. Ui, trời. Mình bị bay lên trời ơi. Né skill này. Không khéo là mình có thể bị hạ gục liền á. Đánh nhanh giúp bọn. Yes. Mình đã giáp đá cà thành công rồi các bạn ơi. Nhờ sức mạnh của rìu chiến từ vệ sĩ vô danh.
Nice. Và người bảo vệ Ender sẽ cho mình một cái găng tay của người bảo vệ nè. Lỗi hư không. Ồ. Thấy ngon, hai món đồ mới nữa. Ồ, lỗi hư không mình có thể dùng để tấn công. Khá là ok ha. Còn găng tay thì mình có thể kéo giữ thực thể. À, kiểu khống chế thực thể các bạn ơi. Nói chung thì hôm nay đánh boss thì nó cũng rơi ra khá là nhiều những món đồ hỗ trợ á. Nên là chúng ta cũng sưu tầm mang về ha. Rồi, xong rồi. Vậy là hôm nay mình đã đánh bại được hầu hết các boss đi tìm bằng những con mắt thần bí ha. Bây giờ chắc trở về thôi các bạn. Đi khám phá cũng hơi bị lâu rồi đó. Ôi trời, hồi nãy mình học được kỹ năng á các bạn. Hình như đó là một cái dạng kỹ năng vận sức và nhảy cao. Giờ mình nhảy như thỏ vậy đó các bạn ơi, nhảy cực kỳ cao luôn á. Và riêng ngày hôm nay hơi đặc biệt là mình lại có thêm một cái trứng mới các bạn. Đó chính là trứng của Leviathan á. Trời, cái trứng này bự chà bá nồi luôn, gần bằng mình luôn mà. Mình sẽ để đây ha. Và nói chung thì hôm nay cũng là một ngày rất là tuyệt vời. Mình đối đầu với rất là nhiều boss mạnh và đồng thời mang về được rất là nhiều chiến lợi phẩm luôn. Sắp tới có thể là mình sẽ nghiên cứu coi mấy cái này làm được cái gì hay ho thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp nó lên để tìm tiếp đối thủ ha. Không biết đối thủ nào sẽ là nạn nhân tiếp theo của cái lưỡi rìu này đây. Rồi, và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạng Roblox, Laproot hay là Unitelet thì có thể ghé qua shop của Lộc ha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh. Bye bye.